Chào mừng các bạn đến với chuyên mục hỏi đáp số 124. Ủa sao hôm nay như em thấy ở trái này có cái cục u ta? U đâu? Nè. Làm gì có? Không, tại đèn đánh vào bóng ở đầu chứ u gì em? Vậy hả? Trán là bóng thế thôi chứ. Hôm nay em tưởng anh tập á, anh Hưng hôm nay hướng dẫn video gì thế nhỉ? Thấy anh quay video từ lúc chiều sớm tận đến tối mới xong. Video của anh là căn bản hai tháng đầu tiên dành cho new member. Ở video hôm nay thì có gì mới không anh? Xưa tới đất thôi, nhưng mà chẳng qua làm cái video tổng hợp. Nhiều khi bạn lười quá, bạn không chịu đọc link à. Làm video cho bạn soi xem thôi. Và trong video anh cũng cố gắng rồi là định hình lại gym ngay từ đầu cho các bạn đừng có sai lệch. Các bạn như tờ giấy trắng vậy đó. Nếu mà Di làm video đầu tiên cho các bạn là Di là vẽ những vết dơ đầu đời của các bạn rồi, đúng không? Mà phải vẽ ra nhiều vết dơ quá thì có thể là trên nguyên tắc Duy là một người thầy không tốt, đúng không? Mà thầy không có giỏi thì đồ sẽ không có gọi là nghiêm sư mới xuất cao đồ, đúng không? Hay là danh sư mới xuất cao đồ. Còn này mình phải coi lại coi mình sao mà mấy người theo tập video theo mình mà không thành tích tốt thì mình cũng phải coi lại mình trước đó, nên anh cũng muốn nó hơi kỹ chút xíu. Để biết là ngày thứ bảy vừa rồi là anh có một cái cuộc họp fan và anh hướng dẫn các bạn tập ngực, thì thứ bảy tới này anh có làm một buổi họp nữa không? Nói chung á, cái việc đó không phải là anh chủ động, mà là hình như là do con nhỏ nào á. Nhỏ nào nó set up chương trình đã đời, bữa đó trốn tiêu rồi. Nên mình anh cũng chả biết phải làm thế nào cả. Nghe nói có màn đố vui trúng thưởng đâu mà sao không thấy ai đố hết trơn mà chả thấy ai trúng á, thì cũng kỳ quá. Chứ không phải là bữa đó anh Duy hướng dẫn các bạn tập ngực say sưa từ 7 giờ đến 9 rưỡi tối à? 7 giờ 9 giờ thôi, nhưng mà tại vì chẳng qua là không thấy ai mà tung đem ra cái màn mà đố vui trúng thưởng hay tặng voucher vô chớ gì đó. Nên anh cũng cố gắng anh kéo dài chương trình, mà lỡ kéo sao hồi nó dài quá thu lại không kịp. Thì các bạn cũng thông cảm là tại vì 9 giờ là bảo vệ họ về rồi. Mà nếu mà với lại 9 giờ là bên Metro, theo như em biết là cái buổi offline của mình là số lượng các bạn tham gia cũng lớn. Thì 9 giờ là bên Metro đóng cửa, và 9 giờ bảo vệ của Thành Online cũng đóng cửa. Mà nếu mà các bạn xe của các bạn còn đông quá thì sẽ không có ai mà giữ được xe cho các bạn. Không, anh nghĩ là mai mốt các bạn nên gửi xe ở công viên á, nó dễ hơn. Nó dễ hơn. Nhưng mà từ công viên thì phải đi bộ. Đi bộ tí xíu vào đây thôi, đâu sao đâu gym mà, đúng không? Vậy thì Hương thì thực sự thì Hương cũng rất hy vọng là thứ bảy này anh Duy cũng có một cái buổi giao lưu đối với tất cả các bạn fan, để có thể có thời gian chia sẻ cho các bạn thật là nhiều thứ. Thì không biết thứ bảy này anh có thời gian không? Thứ bảy này thì nói chung anh cố thì chắc cũng được. Cố? Thì bữa trước anh có hẹn các bạn là em nhớ là anh có hẹn bài gì nữa, đúng không? Và anh có hướng dẫn bài gì nữa vào thì nói chung sao? Bài nào cũng được thôi, bài nào cũng là mấy bài tập tới vào lui. Thì bữa nay nó phần bài nào cũng được, nói chung là bài nào cũng được, chả cần phải chuẩn bị gì cả. Thì bài nào cũng có chuyện để nói hết á. Thì nếu mà anh Duy mà có muốn chia sẻ với các bạn điều gì thì anh có báo em trước. Để em có một tuần này, hai tuần em update là chương trình của chúng ta sẽ rất là nhiều fan. Thậm chí có cả các bạn fan từ ký túc xá, Đại học Quốc gia này, các bạn sẽ tới. Nói chung á thì cái chỗ để xe của trung tâm mình hiện tại nó hơi bị chật, đúng không? Xe khách không là đã chật rồi. Thì các bạn cố gắng để xe vào công viên. Mà công viên Bình Phú thì là một những công viên nó mặc dù cái nem của nó thì không giữ, nhưng mà diện tích nó cực khủng. Các bạn cũng để nhiều chiếc các bạn để. Thì hình như là công viên thường tới 10 giờ người ta mới đóng cửa đó. Thì có thời gian nó cũng rất là rộng rãi. Và các bạn để xe công viên thì Thành Online Center có sức chứa tới mấy trăm người là các bạn khỏi lo. Chỉ không có chỗ chứa xe thôi, chứa người thì vô tư. Thì hy vọng là cái buổi offline tới thì chúng ta sẽ tổ chức tốt hơn. Và Hương đã chuẩn bị sẵn cho cái buổi offline tới này là Hương đã chuẩn bị sẵn một số những cái voucher cho các bạn. Để những bạn nào mà trả lời đúng câu hỏi các bạn sẽ được tặng voucher. Nói chung thì cũng là chẳng qua là kịch bản là như nó bị sai, nó bị lộn tí xíu thôi. Chứ ngày trước đã sắp xếp rõ ràng rồi, là thứ bảy là hình như Thu Hương trống giờ. Nhưng mà xui một cái sau cái delay mấy cái container ngoài cảng á. Thì nó về trễ một ngày. Nó về trễ ngày là mới dăng đúng ngày thứ bảy luôn. Thì mà như các bạn biết là tôi Hương là bán sale mà. Khi hàng hóa này nọ thì tôi Hương không thể nào vắng mặt được. Thì là một người sếp có trách nhiệm thì tôi Hương phải lăn xả cùng với nhân viên. Và thậm chí cũng phải đi shipping cùng với nhân viên ở những cái đơn hàng lớn. Thì các bạn cũng thông cảm, bữa đó các bạn thấy tôi Hương xù đầu luôn. Mà Duy bữa đó là Duy cũng tái mặt luôn. Mặc dù Duy ở đó không phải là trách nhiệm của Duy, nhưng mà có thấy hàng hóa nó nhiều quá thì cũng bữa đó cũng cu ly hơi bị nặng. Nên khúc cuối giao lưu với các bạn để ngực nó cũng còn được men lắm. Nhưng mà thôi, tinh thần là quan trọng. Còn cái sức lực thì đôi khi nó là phong độ nhất thời thôi.
Vậy thì để không làm mất thời lượng của chương trình thì Hương xin được phép bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, không là bạn anh ngóng. Câu 1308, em tập thể hình cũng được 4 tháng rồi nhưng em vẫn còn thắc mắc về vấn đề gồng cơ khi tập. Ví dụ như bài đẩy ngực mình chỉ gồng cơ lên khi lên tạ, hay nói cách khác là ở điểm cơ co nhất, rồi khi xuống tạ là mình xuống từ từ, hay có cần gồng cơ khi xuống không? Câu hỏi của em chỉ có như vậy, mong anh giải đáp giúp. Thì bây giờ anh hỏi ngược là em không gồng cơ sao em xuống từ từ được? Em thử tưởng tượng ngay, bây giờ cơ em không gồng lấy gì em xuống từ từ được nha, đúng không? Mà muốn xuống từ từ bắt buộc phải cơ phải gồng. Thì hay nói cách khác là trong quá trình tập thể hình, cơ nó gồng suốt quá trình chuyển động động tác luôn. Nếu mà bạn gồng không nổi như vậy á, thì bạn nhả ra tại hai thời điểm. Ví dụ bạn gồng xong bạn nhả giữa chừng ra một tí xong bạn gồng lại. Ví dụ như giờ ở đây ngực thì cũng minh họa được. Bài tay đi, ví dụ như bạn kéo tới đây, cái điểm này bắt buộc phải gồng nè. Nhưng mà cái quá trình nó gồng nặng nhất là từ dưới đây lên đây. Lên đây bạn có thể bằng gồng, nhưng mà bạn có thể chích một tí bằng nhả ra một cái. Xong bạn thả xuống. Bạn thả xuống tới đây, bạn nhả ra một cái nữa. Tức là trong quá trình tập bạn có hai điểm bằng nhả cơ. Thì như vậy cơ bạn nó chịu nổi. Còn trường hợp nếu mà G-man đi tập lâu rồi dù khác, chỉ có thể gồng suốt 8 rep, 10 rep bình thường. Còn cái dù bạn chưa quen á thì bạn cứ luyện từ từ, level mình nâng cao lên thì mình gồng lâu hơn. Chứ bạn tập thế hình mà không gồng thì cơ không thể nào tương tác được, như bạn không thể nào tác động được. Bạn phải gồng cơ bạn mới đẩy được, và bạn phải gồng cơ thì mới hạ tạ xuống được. Thì cái đó là nguyên tắc cho tất cả những bài tập thể hình của chúng ta luôn. Câu hỏi 1309, chào anh Duy thân mến, gần đây em đang ăn theo low carb nhưng móng tay em xuất hiện hột gạo, vậy có phải là do ăn low carb không anh? Tình trạng này lúc trước em không có bị, cho em hỏi thêm là cơ khi bị phá hủy tái tạo lại trong một ngày hay bao lâu? Em thấy câu hỏi này rất là quen, thì em nhớ là một lần trong một chuyên mục hỏi đáp là có một bạn cũng hỏi cái trường hợp móng tay xuất hiện hột gạo rồi. Không, có này sao anh không ấn tượng, có lẽ anh không nhớ. Tại bữa đó anh còn nói là nếu mà bạn cảm thấy là móng tay xuất hiện hột gạo, tại sao anh cứ nói anh có xem móng tay của anh luôn là không có cái hột gạo nào. Mà hột gạo là cái gì? Hột gạo là những cái vệt trắng hình trăng khuyết á, nó xuất hiện ở những cái móng tay này này. Anh có thấy bây giờ mà chắc? Nó có đau không? Không đau. Nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, hay là không ảnh hưởng, nó cũng không ảnh hưởng gì hết á. Thì cái vấn đề này của bạn Duy cũng biết đường trả lời luôn. Nếu mà bạn nghi ngờ do low carb mang lại cho bạn cái này thì bạn bỏ low carb có hết không? Thì bạn ăn low carb là có nó bị không? Thì cái đó là bạn tự test thôi, chứ Duy cũng chưa gặp tình trạng này. Mặc dù Duy ăn low carb và trường kỳ kháng chiến, nhưng mà low carb kiểu của Duy thì carb hơi nhiều chứ không phải cái low carb truyền thống. Low carb truyền thống là ngày dưới 30g carb, còn Duy ngày thì cũng trên dưới 100g đó, nên cái low carb của Duy nó cũng dễ chịu và dễ thở cái low carb truyền thống. Thì vấn đề đặt ra thì mục tiêu của bạn low carb để làm cái gì? Low carb chỉ có mục tiêu nhất sinh ra trên đời là để giảm cân mà thôi. Nếu mà không có giảm cân thì trên đời nó chả sinh ra phương pháp low carb làm gì hết. Thì nếu mà bạn cảm thấy low carb là một cái phương pháp tốt để bạn giảm cân thì bạn duy trì. Nhưng mà Duy nghĩ nha, đối với người tập thể hình thì low carb thì nó sẽ không phải là một cái phương pháp khôn ngoan để giảm cân. Nhưng mà đối với nhân viên văn phòng, người không tập mạnh gì hết trơn á, thì người ta low carb chuyện đó bình thường, ta chấp nhận mất cơ miễn sao ta giảm cân thôi. Còn đối với người thể hình, anh đang nói là người văn phòng là người không tập thể hình đúng không? Thì đúng rồi, người không tập thể hình low carb thoải mái đúng không? Tại người ta không, thứ nhất người ta không có nhu cầu tập tạ, thì cơ bắp nó không cần cái nguồn năng lượng nữa, nó hoạt động kiểu mà đẩy lên đẩy xuống vậy đó. Còn khi mình tập tạ thì phải cần năng lượng đến từ carb. Và người tập thể hình, người ta mục tiêu người ta quan trọng là giảm cân thôi. Người ta chưa định hình được trong đầu mình là cơ là cái gì, hay mỡ là gì, nước là gì đang liên quan. Người ta chỉ cảm thấy người ta bị thừa cân và người ta muốn giảm cân. Cái suy nghĩ người ta rất đơn giản, và người ta đạt được mục đích đó thì low carb là một phương pháp xem ra nó giải quyết được vấn đề đó. Còn đối với thể hình đó, thì khi mà bạn đặt vào mình vào thực đơn low carb thì bạn phải suy nghĩ thật là kỹ, phải áp dụng thật là đúng đó. Low carb có một cái kiểu mà cũng là một cái kiểu low carb mà nó có tên là ketosis. Ketosis dành cho người thể hình nó khác, mà ketosis dành cho người dân viên văn phòng thì nó khác. Đó, ketosis dành cho người tập thể hình đó thì người ta vẫn được quyền ăn carb ở thời điểm trước tập sau tập. Còn nếu mà ketosis bình thường á là chu kỳ á, CKD á, thì cái ketosis đó bạn ăn carb rất là thấp suốt tuần. Nhưng mà bạn có 36 tiếng bạn ăn gian gọi là cheat day hay là carb loss đó, hay là carb up gì đó. Vào ngày cuối tuần đó bạn nạp carb nhiều vào để cho phục hồi nguồn nhiên liệu phục vụ cho cuộc sống. Chứ không ai mà đi low carb trường kỳ kháng chiến từ tháng này qua tháng kia. Có nước là từ từ mình sẽ dẫn tới một cái sự diệt vong, và cơ thể mình nó sẽ thiếu rất là nhiều chất. Carb là một trong những nguồn năng lượng rất là quan trọng trong cơ thể.
mà bạn ăn ít nó lâu ngày nhiều quá, cơ thể mình nó phải chống chọi. Nó mình phải dùng cái từ chống chọi chứ không phải là dùng cái từ thích nghi. Thích nghi là nó sẽ không có đúng ở trong trường hợp này. Rồi bạn còn hỏi câu nào đúng không em? Còn về vấn đề khi mà cơ bị phá hủy tái tạo lại trong một ngày hay là bao lâu? Tái tạo trong mấy ngày luôn chứ, tùy cơ chứ. Tùy cái mức độ là nó phá hủy nhiều hay nó ít. Có một số bạn thì hoặc là một số khách hàng thì theo như em tham khảo thì được biết rằng là họ nói rằng là những ngày nào họ tập thì họ mới uống thực phẩm bổ sung thôi. Đúng rồi. Còn những ngày nào mà không tập thì họ không uống. Sai lầm. Như anh đề cập rất là nhiều lần rồi, đó là một cái quan niệm sai lầm và một cái suy nghĩ rất là trẻ con. Tại vì ta nghĩ đơn giản tập thì nó mệt đúng không? Mệt thì mới uống, còn ngày bình thường không tập uống làm gì? Nhưng mà chính là ngày bình thường nó mới cần phục hồi nhiều. Đó là cái vấn đề quan trọng. Trong ngày bình thường bạn không tập thì nó sẽ phục hồi. Biết cái nãy tại sao anh đang nói mà anh khựng lại không? Tại sao? Anh tự nhiên anh sợ bóng đèn nó nổ em. Hồi nãy tự nhiên anh đang nói cái nhìn thấy cái bóng đèn cái bốc khói quá trời luôn. Xong anh tưởng chết màu bóng đèn sắp nổ rồi. Mà giờ nó khói nó hết rồi. Chắc nãy có con thiêu thân nào lỡ chui vào xong rồi giờ nó mới bay qua cái xong nó bị thiêu luôn. Nó về cõi niết bàn rồi em ơi, anh ngửi thấy mùi khét của thịt rồi đó. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1310. Chào anh Duy và thầy hình online, anh Duy thân mến, em rất thích anh. Hơi ghê nha cái câu này. Bạn phải có một cái mệnh đề đằng sau lưng nữa nha. Chứ bạn nói câu này không một mình là Duy hơi ghê rồi đó. Và sau đây là mệnh đề của bạn này. Rồi. Nhờ có anh mà chúng em mới có những hiểu biết đúng về gym. Cái này mong anh vẫn luôn luôn giữ bầu nhiệt huyết như vậy nhé. Tiếp nối câu hỏi của anh, tiếp nối câu hỏi anh cho em hỏi mấy ý như sau, mong anh trả lời giúp. Elite Whey Protein mình pha sẵn đem đi làm, cứ cách 1 giờ mình uống một ngụm thì nó có nuôi cơ được suốt cả ngày hay không? Được chứ, đó cách làm của bạn là được phù hợp thôi. Tại vì nguyên tắc protein whey là hấp thu nhanh, mà bạn uống lần ngụm thì nó hấp thu hết ngụm đó, xong một tiếng sau bạn uống ngụm nữa thì nó cũng hấp thu được á. Cách này sao được? Thế mà một cứ lâu mỗi ngày thì được bao lâu? Không biết, giống như anh đang xài nè. Được có bao nhiêu đâu? Anh đang xài nè, BCA hấp thu cực nhanh luôn mà anh lần ngụm như nè. Đó mà thấy không? Thực phẩm bổ sung mình phải xài theo một cách khôn ngoan chứ đâu phải là cứ bỏ miệng nhai nuốt. Giống như bạn nào nói uống thực phẩm bổ sung mà ngán thì chẳng qua là bạn chưa biết cách uống và bạn chưa thật sự gọi là quá yêu thích nó. Khi bạn yêu thích nó, bạn sẽ có đủ mọi cách để bạn làm cho nó không ngán, đúng không? Đây chỉ pha nước lọc thôi chứ đâu gì đâu pha gì đâu, chỉ nước lọc thôi đơn giản. Các cụ ngày xưa uống trà sao hiện giờ Duy Nguyễn uống BCA như vậy. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn là những yếu tố nào tạo nên gymmer thành công như anh về cơ bắp và kiến thức gym? Em hỏi một câu nó trời bể luôn, không biết trả lời sao nữa rồi. Thì thứ nhất là bạn cần phải có cái niềm đam mê và bạn phải kiên định với lập trường của bạn. Mặc dù cuộc sống đôi khi có những cái khó khăn, nhưng mà quan vấn đề là bạn đừng từ bỏ. Khó khăn thì nó sẽ qua đi và thành công thì nó mới đến, dành cho những người biết kiên trì, biết cố gắng và luôn luôn học hỏi, luôn luôn học tập. Chứ mình đừng có gọi là đừng có hài lòng với gì mình đang có, đúng không? Kiến thức thì nó trời bể lắm. Mà kiến thức thể hình nó là một dạng kiến thức rất là đặc thù, không phải là kiến thức trên trang giấy, trang sách là đúng. Mà kiến thức thể hình nó phải kết hợp với cái kinh nghiệm thực tiễn của bản thân nữa. Đôi khi bạn phải dùng bản thân bạn ra để bạn trải nghiệm với nguồn kiến thức bạn có. Thì rất là khó khăn và rất là tốn thời gian để tạo thành một cái gymmer thành công. Anh thì anh cũng không dám nói anh là một gymmer thành công gì cả. Nhưng mà anh vẫn phải cố gắng theo con đường của anh đi. Và anh cố gắng phát triển ngày hơn nữa trong cái nhận thức, trong cái tư duy. Còn cái body thì cái chuyện đó anh không cưỡng cầu. Không cưỡng cầu. Anh như vậy là quá tốt rồi. So với một thằng bé ngày xưa thì anh không dám tưởng tượng ra anh của ngày hôm nay. Mà lòng tham mọi người nên dừng lại thôi thì nó sẽ an toàn hơn. Anh không cưỡng cầu đó. Câu hỏi thứ ba của bạn là em muốn mua vitamin và bổ xương khớp để bổ sung tập gym mà không biết mua loại nào đáng tin cậy và tốt. Em đợi anh bán hoài mà không thấy anh bán. Vậy nếu như anh chưa bán thì anh chỉ cho em nên mua loại nào và mua ở đâu? Và câu ngoài lề là khi xem trả lời cùng với chị Thu Hương nhiều lúc thấy anh minh họa bằng tay mà thấy chị Thu Hương sợ nên nhắc anh thì em thấy buồn cười quá. Anh cũng cẩn thận kẻo trúng thì em nghĩ chị cũng rớt răng. Cuối cùng em cảm ơn anh và thể hình online nhiều. Bạn yên tâm, Giang chắc lắm không? Giang Hương nhai thịt bò thoải mái hơn. Giang chắc lắm. Anh Duy ăn còn không kịp nữa. Rồi thôi thì cũng rất là Thu Hương có lẽ rất vui vì có một người bạn quan tâm tới sinh mạng của mình đó như vậy. Thì nhưng mà anh cũng chia sẻ với tụi em rằng
tất cả mọi việc anh xuất hiện trên ống kính đây. Thì ngoài một streamer ra thì anh và Thu Hương còn là một diễn viên. Trước ống kính đều là diễn viên cả. Và trước những điều bạn thấy đôi khi là diễn. Nhưng nói thật đôi khi là diễn. Đôi khi các bạn thấy Thu Hương buồn buồn thì cũng là chỉ là diễn. Chẳng qua là người la thì người kia buồn thì nó mới thiệt, đúng không? Bây giờ vào giờ gì mà la mắng gì tức giận lên gì crazy lên đập bàn rầm rầm vậy nè. Mà Thương kể nữa đi anh, đó là nó rất là lãng đề, đúng không? Thì đôi khi những cái việc bạn thấy trên đây đều là diễn thôi, chứ cũng không có một cái tính chất vừa là manh động bạo lực dưới đây cả, như vậy đó. Đó. Quan trọng là mình là một streamer thì mình biết điểm đầu và điểm cuối, điểm dừng ở chỗ nào. Phải biết kiềm chế trước lúc cao trào, đúng không? Không dừng ra trúng mặt rồi sao em tới đây thắng lại cái để tạo một cái phạt xài giật mình như vậy á, thì đôi khi nó sẽ xóa tan đi cái không khí buồn ngủ, đúng không? Tại vì mình ở đây mình quay trong studio chứ không phải là ở ngoài, thì đôi khi background nó còn có những cái sự kiện này nọ kia mình nhìn mình vui, còn ở đây chỉ có người với người và chỉ có tiếng với tiếng thôi. Thì mình cố gắng làm cho chương trình mình nó vui vẻ, nó sinh động, mặc dù mình trả lời câu hỏi là bám sát chương trình. Nhưng mà đôi khi thì cũng dẫn dở tí xíu để cho các bạn nào mà có xem á, thì các bạn đỡ buồn. Mà các bạn có nghe thì các bạn cũng cảm thấy đỡ chán. Và bây giờ quay lại cái câu hỏi của em á, thì thôi bản thân anh này nè em, anh cũng đang chờ vitamin với Như anh... bạn nghĩ là bản thân anh còn không có xài, đúng không? Anh cũng đang chờ vitamin với cái gì bạn hỏi? À, bổ xương khớp. Thì bây giờ vitamin thì anh cũng không lo, tại vì anh có Lean Body. Anh có Lean Body và anh rìu hoạt cao của anh cũng tương đối nó mạnh, nên cái nhu cầu vitamin thì anh cũng không lo lắng lắm. Nhưng vấn đề xương khớp thì anh cũng hơi run. Nhưng mà trên triết lý hình của anh á, tập tạ là anh bao giờ cũng là ưu tiên thương cái khớp nhất ha. Anh ưu tiên anh thương cái khớp lắm, nên cái khớp của anh nó cũng chưa đến mức mà gọi là nó quá nguy hiểm. Nhưng mà có bổ xương khớp vẫn tốt hơn chứ, mấy trăm ngàn hũ thôi nhưng mà sàn tháng nó an tâm hơn rất là nhiều. Thì bản thân anh cũng đang chờ thôi, anh cũng đang chờ thôi, mà anh cũng chả tin tưởng dám mua ai cả à, anh cũng chả dám tin tưởng mà mua một cái sản phẩm nào ở Việt Nam không có nhãn mác. Anh rất là sợ xài hàng mà không rõ nguồn gốc. Một cái gì đó mình bỏ vào miệng mình nhai mình nuốt, ai biết được trong cơ thể mình làm cái gì. Nhưng mà nếu mà nó không có cho mình một cái lòng tin là nhãn mác nữa thì mình xài nó xong mình cầu nguyện à. À, thì nó không hợp lý. Thì Thu Hương thì cũng cố gắng để chuẩn bị bán mấy sản phẩm này để cho anh em có cái xài, mà để anh cũng có cái ăn uống, chứ không mà anh thiếu nhiều quá anh cũng nhớ lắm. Nói đến đây mà Hương nhớ hồi chiều có một anh gọi điện cho Hương nói: em ơi, em thể hình online phải không? Là đúng rồi ạ. À, em có bán cái thuốc mà chống nhức mỏi cơ không? Cái xong rồi nghe chữ thuốc là anh hơi quê rồi đó. Cái Hương mới nói anh muốn hỏi thực phẩm bổ sung chống nhức mỏi cơ phải không? Anh đúng rồi. Thuốc à, thực phẩm bổ sung. Rồi xong rồi cái Hương hỏi thế giờ anh đang có gì ở nhà? Cái bạn ấy nói anh đang có whey protein isolate. Rồi sau đó thì Hương mới hỏi thế tập xong thì anh có nhức mỏi cái ê ẩm người không? Nói có, anh đau nhức mỏi lắm, nên anh mới hỏi thuốc à quên thực phẩm bổ sung chống nhức mỏi cơ. Cái em mới nói giờ nhức mỏi cơ thì ai tập xong cũng nhức mỏi hết á. Rồi thường là khoảng kéo dài khoảng 2-3 ngày. Còn nếu mà anh tập xong mà anh cứ nhức hoài, đau hoài là có khả năng anh kiểm tra lại coi vấn đề kỹ thuật hay không. Còn nếu mà anh cứ trường kỳ như vậy á, thì anh xem lại chế độ dinh dưỡng của anh đã tốt chưa. Nhưng mà theo như em thấy là anh đã có whey protein isolate rồi. Là sau tập là anh cứ uống cho em muỗng whey. Đó, rồi một tiếng sau hoặc 30 phút sau anh đói rồi đó, anh có thể có một bữa ăn có protein, có tinh bột sau tập là có thể phục hồi tốt rồi. Chứ không cần phải đến thực phẩm chống nhức mỏi cơ rồi. Mà trên thực tế cũng không có cái loại thực phẩm đó, nó chỉ gọi là một cái dạng như là post workout, tức là một cái bữa ăn sau tập. Mà nói vậy anh cũng chưa chịu, anh bảo là anh uống whey mà anh chả thấy nó hết nhức mỏi cơ, thì thôi bây giờ em kiếm cái sản phẩm nào mà chống nhức mỏi cơ em bán cho anh. Cái em mới nói nhức mỏi thì ai cũng nhức mỏi, em phân tích từng trường hợp cho anh lý do tại sao anh bị nhức mỏi cơ. Anh còn chưa chịu đó. Túm lại cuối cùng sao? Túm lại thì em nói là không cần phải mua thêm sản phẩm gì hết á. Giờ anh có whey thì cứ whey thế mà dùng. Và sau khi uống whey xong về nhà thì có một bữa cơm, một bữa ăn phụ sau tập. Thế thôi. Rồi nếu mà về vấn đề dinh dưỡng chưa ổn thì bổ sung protein nhiều vô để cho nó phục hồi. Chứ ai tập xong mà lo cũng chả ê ẩm đúng không? Còn tập mà không cảm thấy ê ẩm, không cảm thấy gì thì chưa chắc là nó đã kích thích cơ hiệu quả trong lúc tập. Đúng rồi.
anh hỏi vậy đó, và Vương đã giải thích cho anh hết mức mà anh cứ đòi phải phải có cái đó cơ. Thì thôi anh mà sợ gì mà. Sợ gì anh đã gọi cái này là thuốc rồi, nên là Hưng nghĩ là có lẽ là cái kiến thức về thực phẩm của anh cũng chưa phải là tốt cho lắm. Chắc anh không biết tập có sai không á, chứ nhất hoài thì em đã đưa ra rất nhiều lý do. Một là anh ê ẩm thì ai cũng ê ẩm. Hai là nếu mà hiện tượng trường kỳ phải kiểm tra lại kỹ thuật. Ba là dinh dưỡng chưa đủ tốt thì chưa phục hồi được. Anh cứ đòi là phải mua cái loại đó, Hương nói là thôi không cần phải mua loại gì hết á. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo ha. Câu hỏi 1311. Chào anh Duy và chị Hương, anh cho em hỏi tại sao chỉ có những video hướng dẫn lịch tập superset lean body max OT mà những video từ 2 tháng đầu freeway tăng cơ 6 buổi anh không có làm video tập những giáo án này. Cái này anh có làm mà. Anh chỉ có chia sẻ từng bài tập thôi chứ anh chưa có làm video tổng hợp. Video tổng hợp thì ngày hôm theo link đó hả? Là trên YouTube đó hả? Theo link hả? Tức là tất cả những video buổi tập thật sự nó như thế nào anh chưa có làm. Mà anh chỉ mới có làm những video đơn lẻ, tập ngực là tập bài này tập sao, tập bài kia tập sao, tập bài chân, tập kia bài chân là sao. Thì bạn này hỏi cũng rất là đúng, tại vì vấn đề là thời gian thôi. Bạn biết dựng một cái quay được một cái video như vậy tốn rất là nhiều công sức và thời gian. Thì từ từ để anh rảnh chút xíu anh mới mon chen, anh bon chen làm từ từ. Mới có video minh họa thôi chứ chưa có dẫn cụ thể phải không? Chưa có chia sẻ dẫn cụ thể mới minh họa thôi phải không? Đó. Hèn gì hôm nay em vô giáo án của anh em kiếm cái giáo án superset. Giáo án superset mà em thấy superset thì có cái link quay bên phòng cũ, phòng bên phòng Việt gần đó chứ không phải là phòng trên online này. Thì từ từ có thời gian cũng đi hết rồi em ơi. Anh làm cho đủ bộ. Nhưng mà không sao, Hương đã được anh Duy đào tạo superset 2 đến 3 tháng ở bên phòng Việt gần, do vậy Hương đến bây giờ Hương tập lại superset Hương vẫn nhớ bài. Và hôm nay có một buổi tập thực sự là rất là hiệu quả, cường độ cao. Bạn nào trong phòng tập cũng nói sao mặt chị hôm nay đỏ thế. Thì vấn đề của em, đừng bình tĩnh, đừng nóng. Tuần này anh đang chạy là từ tháng thứ 2 tháng đầu tiên. Mà 2 tháng đầu tiên thì gọi là gì ta? Thì gọi là lớp mẫu dạng cấp 1 á, từ lớp 1 tới lớp 5. Thì cái vấn đề này anh cũng đã chia sẻ trong buổi tập. Và trong buổi tập ngày hôm nay thì anh cũng chia sẻ thêm những cái vấn đề và kiến thức cơ bản khi đến gym. Cần phải có cái gì, cần phải có cái gì. Và những cái máy structuralize nào thì nó thật sự là cần thiết trong phòng tập gym. Đôi khi chúng ta không nên vì 100.000 học phí đó mà chọn cái phòng gym nó không đủ điều kiện. Nếu mà chúng ta có điều kiện đó thì chúng ta phải chọn cho mình một cái môi trường nó tốt, cho mình một môi trường nó tốt và nó đầy đủ tiện nghi máy móc để mình tập luyện. Và thứ nhất máy móc nó phải đạt chuẩn, phải an toàn đó, thì để chúng ta tập luyện có thành tích cao. Chứ các bạn đôi khi mà nhìn xa trông rộng nhưng mà rộng thì chưa có rộng lắm, mà xa cũng chưa có xa lắm, thấy thôi cái phòng này 200, phòng kia tới 300 lận, thôi học tập 200 đi, còn 100 đi đủ bằng gái ăn kem đó. Thì các bạn nghĩ như vậy thì cái kết quả nó sẽ phản ánh được cái suy nghĩ của mình đó. Thì một số điều mà Di cũng chia sẻ trong video, đôi khi trong cái video này thì Di đóng vai trò là người thầy hơi bị nhiều đó. Trong mấy video kia thì đôi khi là người bạn, tại vì những bạn nào xem lean body nâng cao hay gì đó chắc tập cũng lâu rồi, thôi bạn bè với nhau thôi Di cũng dám nói nhiều. Còn video này thì Di dành cho những người mới bắt đầu chập chững tập gym luôn, chưa có biết gì về gym cả, thì Di cũng phân tích rất là kỹ và đôi khi là cũng mang tính hướng dẫn hơi bị nhiều đó. Thì cái video này cũng hy vọng là dàn dựng cho nó sớm để ra đáp ứng nhu cầu tập luyện của mấy bạn mới. Tập mới mà tập đúng ngay từ đầu thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, và các bạn cũng xác định được phạm vi kiến thức, và các bạn cũng nhất là qua những cái video mà hỏi đáp này nè, thì các bạn cũng luyện công được tương đối rất là nhiều, và nội công các bạn như biết là về lý thuyết cũng rất là thâm hậu, nhưng mà có một cái là về thực hành á, thực hành và body á, thì cái đó còn phải tốn thời gian. Thì chúng ta đã có lý thuyết rồi thì cái thành tích thì nó sẽ đến trong tương lai gần thôi, chúng ta không lo về vấn đề đó. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1312. Chào thầy online, em tập bend over barbell row. Khi nhấc tạ lên em nhấc sai động tác, bị đau nhói cơ lưng dưới gần chỗ dưới mông. Bây giờ đi lại hay cúi xuống ngồi làm việc bị đau. Anh có cách nào giúp em khắc phục được không? Thì bạn tập phải đúng động tác đã. Lưng bạn phải thẳng đi nha. Lưng bạn phải thẳng. Còn lưng bạn cong thì nó đau là chắc rồi. Còn lưng thẳng nó đau là bình thường. Lưng thẳng nó đau là chẳng qua cơ lưng dưới của bạn nó bị ăn theo, thì nó nhức, nó ẩm một hai bữa nó hết. Còn lưng cong thì nó đau, dẫn tới đau cột sống luôn, nó sẽ không hết được, và đó là chấn thương. Thì cái bài tập này Di cũng tập thực hiện rất là nhiều lần. Các bạn cứ bám theo kỹ thuật của Di, bạn thực hiện là được.
lưng thẳng. Lưng thẳng quan trọng nhất là lưng thẳng, mà phải đứng được cái tư thế đó. Vì nó rồi, cái ngày tập lưng là cái ngày khó tập nhất. Bạn phải đứng được tư thế của lưng. Mà tư thế của lưng là sao? Tư thế của lưng là bạn đứng được giống như Thu Hương vậy đó. Thu Hương mà khoe cái mông á, cái tấm hình mà Thu Hương phe cái mông mà ưỡn cái lưng phe cái mông lên á, tấm hình mà đọ mông với Duy á, có một tấm hình nào đó mà Thu Hương đọ mông với Duy mà bị đất cái bóp á, cái tội mà chảnh á, cái tội mà chảnh là ưỡn gái ỷ lưng ỷ mông công mà ra đội chủ thách đấu ha, nó tốt quá, ai ngờ bị boss này giết cái gộp luôn. Nó cái tấm hình đó bạn phải đứng được cái thế như vậy thì bằng tập lưng bảo đảm bạn không bao giờ sai kỹ thuật hết. Thì cái vấn đề đó mà thường những bạn nam mà không tập đúng ngay từ đầu khó đứng được cái thế đó lắm. Đúng rồi, các bạn sợ, các bạn sợ người ngoài đánh giá vô là BD mà không đứng được, chứ không phải là chuyện BD hay không BD dưới đây, đứng không được ra được cái thế đó. Cái thế đó bạn phải luyện nha bạn. Cái thế đó thường là nữ giới hay đứng vậy đúng không? Đúng rồi. Và các bạn biên tập video này á, vui lòng minh họa cho Duy cái động tác bend over barbero, nếu mà có, không á thì động tác Roman deadlift, không á là những tấm hình mà Thu Hương đứng mà khoe mông á, những tấm hình mà đứng cái kiểu như vậy đó là dáng đứng của tập lưng đó. Câu hỏi 1313, chào anh Duy và các anh chị trong thể hình online, em cao 1m7, nặng 55kg, được biết ở chỗ anh có thực phẩm bổ sung Maxomaskin, một loại thực phẩm bổ sung hỗ trợ tăng cân rất tốt, nhưng do điều kiện gia đình với lại em đang là sinh viên năm nhất chưa có ngân sách khá giả, em đi làm thêm thì tháng là có 1,5 triệu, chi tiền phòng mất 400.000, còn lại 1 triệu một tháng, nhưng giá một gói Maxomask là 1,7 triệu. Em muốn hỏi là anh có thể giảm giá và tạo điều kiện cho những trường hợp như em hay không? Em rất đam mê môn thể hình, rất nghiêm túc và có ước mơ cháy bỏng để trở thành một streamer đích thực. Bạn bè em ai cũng bảo là gia đình em khó khăn thì không nên đam mê những môn tốn tiền như thế này. Nhưng đây là ước mơ của em, dù khó khăn em cũng cố gắng khắc phục để có thể theo đuổi đến ước mơ của mình. Thu Hương nghĩ sao trường hợp này? Cái trường hợp này của bạn á, ví dụ như là bạn có muốn mua lẻ thì ở bên phòng tập của Thu Hương là có bán lẻ đó. Và hiện tại không chỉ mình bạn đâu, có những bạn nhà rất là giàu luôn á, mà những lúc nào mà chắc bị bố mẹ cắt lương hay sao á, là cũng mua một lúc là khoảng 10 muỗng, hạ có khi là 6 muỗng, 9 muỗng. Còn nếu mà Hương nói thật, nếu mà ở vị trí sale như của Hương mà cứ bạn nào mà khó khăn cái mà Hương giảm giá thì chắc bạn nào cũng lên là câu hỏi, chị ơi em khó khăn, chị giảm giá cho em được hay không? Thì nếu mà bạn là sinh viên á, thì bạn tới thể hình online, Hương có thể tạo điều kiện cho bạn là Hương bán cho những cái order thật là mini như vậy. Thì đấy là cách mà tức là thay vì là bình thường là Hương không có xé bịch ra đâu. Nhưng mà nếu mà bạn mua như vậy, Hương tạo điều kiện cho những bạn mà không có điều kiện mua một lúc 1,7 triệu á, thì Hương có thể giúp bạn là Hương sẽ bán cho bạn là theo từng liều. Thì ý anh Duy là sao? Thì ý của anh á, muốn nói bạn rằng thì đôi khi một bịch muscle mass cũng không có đáng là bao nhiêu. Duy sẵn sàng có thể giảm cho bạn, thậm chí sẵn sàng có thể tặng cho bạn. Nhưng mà vấn đề ở đây á là một bịch chả mang được ý nghĩa gì cả. Thì bạn uống một bịch xong hết bịch này rồi như thế nào nữa? Đúng không? Như thế nào nữa? Bạn mua thì bạn không đủ được kinh tế để bạn mua. Và tặng nữa thì nó sẽ cái khả năng của Duy không thể nào gọi là thách khe được hết tất cả những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù Duy cũng gọi là cũng lăn tăn và rất là áy náy như vậy, nhưng mà Duy bảo đảm với bạn là Duy không bao giờ có đủ khả năng, không có đủ khả năng để thách khe hết cho tất cả các bạn. Vậy thì cái vấn đề bạn có nhất thiết phải cần muscle mass hay không, trong khi hoàn cảnh kinh tế là một cái vấn đề nó đau đớn như vậy, nó khó khăn như vậy, thì Duy nghĩ là bạn chả cần. Giống như ngày xưa Duy cũng không có biết mát là cái gì cả. Nhưng mà vấn đề của bạn ở đây là bạn làm tháng được 1,5 triệu là cũng giỏi rồi đó ha. Nhưng có đi làm rồi, có mấy bạn sinh viên ở nhà không đi làm, thì bạn trả tiền phòng 400, tức là chắc bạn ở trọ. Thì còn số tiền còn lại Duy nghĩ bạn đầu tư qua Amino 6000 đi. Đầu tư qua Amino 6000 nó sẽ rẻ hơn, và nó sẽ hỗ trợ bạn cũng một phần rất là lớn, nhất là đối với bạn là sinh viên. Thì bạn mua Amino xong rồi bạn qua thể hình online, không bán cho bạn theo liều order mini là order bạn cũng đủ order mini cũng tốn tiền mua vậy em. Vấn đề cái order mini này không giải quyết được cái gì cả. Bây giờ bạn bỏ ra mấy chục ngàn bạn mua một liều về, bạn uống bạn cảm thấy ngon quá, mà bây giờ bạn không điều kiện bạn mua nữa thì bạn chịu sao nổi, đúng không? Cái vấn đề đó không giải quyết được gì cả. Vấn đề ở đây là bạn cần có một chiến lược lâu dài, và tình yêu đam mê thể hình là bạn có như lời bạn nói, và bạn thiếu thực phẩm bổ sung thì nói rồi, Super Amino 6000 luôn là một người bạn đồng hành của sinh viên.
Và các bạn, nếu mà bạn để ý, tất cả mặt hàng Diamond Thai đều giảm giá. Ủa lộn, đều lên giá trong năm 2015. Riêng mặt hàng Super Amino Duy không lên. Duy chịu lỗ, Duy không lên. Thì Duy cũng có cái ý của Duy trong cái vấn đề này. Thì bạn nào tin ý thì bạn sẽ hiểu được ý của Duy. Duy cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ tỷ giá đô lên như thế nào thì bạn biết rồi đó. Tỷ giá đô liên ngân hàng dạo này nó lên rất kinh khủng. Và hàng hóa hầu hết tất cả các mặt hàng được nhà sản xuất đều lên giá hết. Nhưng mà những cái mặt hàng thiết yếu, những cái mặt hàng mà nó liên quan tới những cái bạn mà gọi là khó khăn về kinh tế, thì cố gắng duy trì không lên, để cho các bạn an tâm mà sử dụng, để an tâm mà tập luyện. Thì nếu mà các bạn là sinh viên thì các bạn chỉ còn có thể là nghĩ đến Amino thôi. Nhưng mà bây giờ Duy lên giá Amino nữa thì cái vấn đề đó nó thật sự là gọi là nó đau đớn lắm. Đối với người giàu á, 50 ngàn chả là gì cả. Nhưng mà đối với các bạn sinh viên đi làm việc cực khổ mà các bạn đang đi học nữa chứ đi làm kiếm tiền, thì đôi khi 50 ngàn cũng là một ngày ăn của các bạn luôn chứ không phải là một bữa ăn. Thì Duy cũng từng là sinh viên như bạn, Duy cũng từng trải qua những cái thời gian như vậy. Duy rất là hiểu và Duy sẵn sàng chia sẻ với bạn một cách rất là tận tâm ở đây. Là bạn đừng nghĩ đến mát, bạn chỉ cần Amino và bạn ăn uống như bình thường thôi, thì thành tích hình của bạn từ từ nó cũng lên thôi, chứ không phải là cái chuyện gì nó không lên. Mà Duy tin tưởng với một người có quyết tâm, với một người nghiêm túc với bản thân, thì trải qua những năm sinh viên khốn khó này thì bạn sẽ có cơ hội bạn đổi đời. Nếu mà bạn thật sự có bản lãnh và có tinh thần nghiêm túc với bản thân và công việc, thì Duy tin chắc thành công sẽ đến với bạn mà thôi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1314. Em chào anh Duy, anh ơi, tại sao xương ức của em nó bị nhô cao lên vậy anh? Có cách nào khắc phục hay không? Tại vì ngực trên của em bị yếu chứ sao? Xương của em bị nhô lên là ngực trên, ngực của em nó bị yếu, em tập cho ngực nó dày lên, nó đẹp lên để che xương đi chứ có gì đâu. Xương ức là cái chỗ này ấy hả anh? Thì có một nó, cái vùng xương này ngay đây à. Thì nhô xương thì chỉ có xương này thôi chứ xương đâu nhô nữa giờ. Sao em không thấy anh nhô ra, chắc là anh ngực trên của anh hơi bị đẹp đó nha em. Ơi, ngực trên của anh là hơi bị tự tin á. Vậy hả? Anh đè ngực trên anh tập mấy năm trời luôn mà. Cái xương này của em nó nhô ra từ bé vậy anh? Thì ai chả vậy, người bình thường chỗ ngực cơ đó nó mỏng dính rồi. Có người là cái khu vực này họ đầy lắm. Đầy thì nhiều khi nó mập. Nó mập nhiều khi mở nằm nước nằm che lên. Còn người bình thường ốm mà không có mở không có nước thì lòi da chỗ đó, lòi xương chỗ đó luôn chứ gì nữa. Câu hỏi 1315, chào anh Duy và thầy online. Em tên Phúc, năm nay chỉ mới 15 tuổi, em cao 1m72, nặng 64kg. Tình trạng mỡ của em cũng khá ổn, không có mập quá, khoảng 14%. Tuy chưa đo body fat qua máy 770 của thầy online. Từ bé em rất yêu thích tập luyện thể thao, nhưng đến bây giờ địa phương em mới có phòng tập gym mà phòng bình dân thôi. Vấn đề của em là kinh tế hạn hẹp, không xài thực phẩm bổ sung. Anh có thể tư vấn cho em ăn những thức ăn tự nhiên nào để đảm bảo đầy đủ vitamin, khoáng chất, axit béo, đạm, omega cho hợp lý được không? Về tinh bột, em có xem video trên YouTube của anh, em thấy gạo trắng sang gạo lứt có hợp lý không? Mục tiêu của em là tăng cơ, giảm mỡ và phát triển chiều cao. Cho em hỏi câu phụ là có quan niệm rằng ở tuổi như em cần phải ăn kẹo, đồ ngọt để phát triển trí não hay thông minh. Quan niệm đó có hợp lý không? Xin chúc anh Duy và Thính Online thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho động gym, cộng đồng gym Việt Nam. Bây giờ cái ý đầu tiên thì bạn hỏi rơi vào đúng chuyên môn của Hương rồi, thì anh để cho Hương trả lời nha. Còn anh trả lời cái ý thứ hai vụ kẹo nè. Có ai đồng tình là ăn kẹo sao thông minh không? Không, toàn đường không sao thông minh. Duy không thấy biết ăn kẹo thông minh hay không, nhưng mà Duy biết chắc chắn ăn kẹo nhiều sẽ bị súng răng, bị hư men răng, bị xấu răng và vi khuẩn dễ tấn công. Rồi là khi mà cướp răng bạn gái dễ bị đẩy ra, chắc chắn luôn. Đó, không ai mà chịu được cái hàm răng mà những cái từ là nó bị hủy hoại do chất ngọt. Mà kẹo đó là hàm răng thôi nha, đi vô cơ thể người làm gì đây, nó sinh ra năng lượng, nó nóng đúng không? Nếu bạn để ý các bạn đồ ngọt nhiều bằng bị nóng, mà cái hậu quả của nóng á, thì nó bị gọi là nổi mụn à, nổi mụn nè, rồi đôi khi đau họng nè, viêm họng á, đó là cái bệnh nha. Và thứ ba nữa là vô cơ thể nó sinh năng lượng, đường thường thường là kẹo thì thường thường là đường phúc tô, các bạn biết chuyện này đó. Kẹo là thường thường phải đường phúc tô, mà có cho một số cơ sở chứa đường hóa học nữa. Nói chung đường nào cũng chết á, đường nào cũng tử hết á. Nó không có ý nghĩa gì trong cuộc sống, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời cả. Không có khái niệm ăn kẹo là thông minh nha bạn. Không có khái niệm ăn kẹo là thông minh đó. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mới là thông minh. Chứ còn cái chuyện kẹo này á là chuyện vụ nít. Chứ không phải là chuyện của người lớn. Đó, thì ý của Duy đã là xong rồi. Giờ Hương trả lời ý đầu tiên của bạn đi. Ý của bạn là bạn hỏi là
Bây giờ bạn kinh tế hạn hẹp, không có sơ sài thực phẩm bổ sung, thì anh có thể tư vấn cho em là ăn những thức ăn tự nhiên nào để đảm bảo đầy đủ vừa vitamin, vừa khoáng chất, vừa axit béo đạm, vừa omega luôn. Bạn này bạn đòi hỏi cũng hơi được rồi. Mà bạn có thân tuân thủ là thịt, cá, trứng, sữa, trái cây. Thì theo Hương thì Hương có làm chương trình phân tích thực phẩm tự nhiên, thì Hương thấy là cá rất là tốt. Cá, vitamin, rồi khoáng chất. Mặc dù thì vitamin, khoáng chất nó không có được nhiều, nhưng mà axit béo tốt, đạm tốt và omega 3 và omega 6. Thì bạn có thể kết hợp giữa rau, củ, quả này và các nhóm thức ăn cung cấp đạm. Trong đó có thịt, cá, trứng, sữa. Ví dụ như sữa thì là nó có vitamin, khoáng chất tốt, đạm tốt. Tuy nhiên thì bên cạnh đó nó có chứa béo bão hòa. Thì bạn có thể để biết được các thông tin về xài thực phẩm tự nhiên sao cho nó khoa học và đầy đủ chất. Và cái vấn đề của chúng ta là chúng ta muốn có những chất thật là tốt. Thì bạn có thể tham khảo cái chương trình phân tích thực phẩm tự nhiên của thầy online. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì các sản phẩm, các nguồn thực phẩm tốt là thịt, cá, trứng, sữa, trong đó cá là hàm lượng omega nhiều. Chứ còn trong thịt thì omega chưa chắc đã nhiều bằng cá đâu. Thật nào omega còn không biết nữa chứ. Bên cạnh đó thì sữa tươi tốt, sữa tươi có canxi. Tốt cho cái lứa tuổi 15 của bạn, tốt phát canxi, phát triển chiều cao và dầu vitamin. Vitamin thì thực ra không phải nói là phong phú lắm, nhưng mà nói chung là nó cũng có vừa đủ này, đạm này, vitamin này. So với những thực phẩm khác thì sữa tươi nó cũng hơi bị men rồi đó. Còn axit béo, bạn muốn axit béo tốt và omega thì bạn ăn cá. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1316. Chào anh Duy, mình đọc trên báo Phụ Nữ có bài viết thấy hoang mang. Thôi các bạn cứ lên đó, hiểu rồi đó. Nên sử dụng thực phẩm chức năng hay không? Thì hình như là trong chuyên mục hỏi đáp nào cũng có bạn đặt câu hỏi về vấn đề này. Có lẽ là cái vấn đề này đã trở thành một cái vấn đề hot mà được tuyên truyền, được lan tỏa trên mạng và trên Facebook rất là nhiều. Nhưng mà nói chung á, Duy đàn ông mà Duy không bao giờ đọc báo Phụ Nữ. Không bao giờ đọc báo Phụ Nữ, nội dung rất là nhảm rồi. Toàn là mấy cái gì, cái chuyện mà giới tính đem ra nói hoài câu like. Là thấy quê rồi, đúng không? Có ngày giới tính mà đem nó hoài câu like. Ngày ấy, ngày kia rồi, ABC, cách làm chuyện đó, chuyện nọ vậy thôi. Hồi đó Hương là sinh viên á, Hương cũng khoái báo Phụ Nữ lắm. Hay đọc báo Phụ Nữ, nào thì làm đẹp nè, nào thì thời trang nè, nào rồi chuyện tâm sự, tình yêu này kia. Đó, hôn nhân gia đình, đọc tôi biết trước rồi đó, sau này xử. Nhưng mà bây giờ nói thật là khi mà đã trở thành một dreamer đích thực rồi á, làm việc xong là lao vào phòng gym, không có thời gian mà đọc báo Phụ Nữ á. Bây giờ gần đây là Hương không biết báo Phụ Nữ, là không ngờ là báo Phụ Nữ lại có đăng những cái bài này mà đã... Mới tin quá rồi em ơi, viết một bài câu like thôi chứ giờ khổ quá, áp lực 30 tập xuống mà cứ bắt đọc bài hoài, giờ biết viết gì giờ. Thì đối với đường link này thì anh Duy cũng đã có những cái phản hồi từ những cái chuyên mục hỏi đáp trước rồi. Thì Hương đề nghị là bộ phận ban biên tập và bộ phận dựng phim sẽ thể hiện trên màn hình chủ đề chuyên mục hỏi đáp có chứa câu hỏi này, và bạn có thể là dựa vào đó để tham khảo về câu trả lời của anh Duy. Tại vì hầu như trong các chuyên mục hỏi đáp là các bạn đều có đề cập đến phần này. Thì thực ra một câu hỏi mà cứ lập đi lập lại hoài, trả lời đi trả lời lại hoài một nội dung thì nó có vẻ là hơi nhàm chán, đúng không anh? Tại vì các bạn hỏi cũng đúng thôi. Tại lúc đó, lúc mà cái scandal gì đó, đúng không? Của cái vụ đó thì ai cũng lên tiếng hết. Có mình anh không lên tiếng à? Anh không lên tiếng. Thì các bạn cũng không biết ý anh như thế nào, không biết có đúng hay sai, và các bạn cũng hỏi anh cho chắc thôi mà. Thì cá nhân của anh đó rồi, ai trên 18 cộng hết rồi. Viết sao đó thì chịu trách nhiệm với cái bài viết của mình. Vậy thôi, mình không có nói, không hơn không thua gì hết. Chừng nào mà đụng vô sản phẩm của BBT thì đứng với cương vị người đầu ngành của được người đứng đầu của BBT thì Di mới có những cái phản hồi về mặt pháp luật đối với tờ báo này thôi. Con này đâu có đụng gì tới BBT đâu. Thì danh không chính ngôn không thuận không nói được bạn ơi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1317. Chào anh Duy, cá tính và chị Hương xinh đẹp, em là nam, 19 tuổi, cao 1m67, nặng 64kg. Em tập gym được gần 3 tháng nhưng vùng mông của em trông khá to, rất mất cân đối. Nhất là nhìn từ phía sau, anh có thể chỉ cho em bài tập nào tốt nhất để thu gọn vùng mông được không? Em cảm ơn và chúc anh dồi dào sức khỏe. Bạn cao như, bạn nặng như mà mông bạn to? Cao 1m67, nặng 64kg. 67-64, mông to là dáng trời cho bạn ơi, bỏ chi uổng vậy, đúng không? To chắc gì đó là đẹp. Thì không có gì ai biết đâu, mông to. To mà xệ này, hoặc là to mà nhìn, ví dụ bây giờ nhìn trên thì nhỏ, ví dụ phụ nữ đi, nhìn trên nhỏ, dưới thì to.
mặc quần nó không, mặc quần rồi mặc đồ nó không có cân đối, cứ phải chọn đồ mặc váy chữ A hoặc là váy chữ Z không à, đúng không? Mông to chưa phải là đẹp nha các bạn. Hồi xưa Hương lúc mà Hương chưa đi tập gym lúc nào cũng thích mông to à, nhưng mà bây giờ thôi mông to ngày xưa đẹp. Ngày xưa tôi Hương mông cũng to lắm á, giờ squat nhiều quá nó teo bớt rồi đó bạn. Bởi vậy anh Duy anh bảo là không hiểu sao mà tập mông cái kiểu gì mà quát hoài ngày nào tuần nào cũng quát, mà tại sao mông nó chả to ra cứ càng ngày càng nhỏ đi. Mấy đùa thôi chứ đó to to mỡ không bạn ơi, nhìn mặc đồ như là nhìn như là gì cái giò heo sao thưa Hương chắc cũng vậy á, nó nhìn vô phát một hết thích ăn bánh canh luôn, từ đó bỏ bánh canh tới giờ luôn. Mẹ chứ tao là giòn dữ lắm phải không, đúng không? Hả? Giòn dữ lắm phải không? Trên đời là cái gì mà không tốn tiền là anh giòn hết rồi, đúng không? Đời này ok ra đường ngắm ghê á đâu tốn tiền đâu, đúng không? Đó, tội gì cũng giòn. Mà người ta gơ mặc đồ đẹp là chi, để cho dòm chứ đây chi. Không, người ta mặc đồ xấu đi, người ta trùm kính mít đi chứ người ta khoe làm gì, đúng không? Mục đích là câu dòm thôi, đó là câu view. Thôi đùa với bạn tí á, chứ bạn muốn tập cho vùng mông nó săn lại á thì bạn cứ squat nha bạn. Bạn squat và bạn slunge hai bài quan trọng để tập cho nó săn chắc vùng mông và vùng đùi còn lại. Các bạn không biết hồi xưa hồi mà Hương chưa đi tập gym mà mông Hương to đến mức độ mà Hương mặc quần rất là tự ti và mặc cảm. Tại vì cái phần dưới của mình nó to quá thì không biết làm sao mà chỉnh sửa, không dám mặc quần màu sáng, chỉ dám mặc quần màu đen. Mà quần màu đen là phải dựa form, phải chọn form, chọn phọc mới dám mặc. Rất là tự tin mà càng cảm thấy mình mất cân đối trên nhỏ dưới to. Rồi sau khi mà tập gym xong thì cái vùng mông nó to gọn lại. Em đính chính lại rõ ràng nha, cái vụ trên nhỏ dưới to là em phải nói rõ ràng là cái khung vai. À, khung vai nó nhỏ mà khung hông nó to. Chứ em nói mà trên nhỏ dưới to là người ta sẽ nghĩ tới là cái vụ kia kè. Không, em nói cho nó rõ ràng. Không, mà thực ra cái phọt người của Hương là phọt quả táo mà. À, quả lê là sao? Quả lê, anh không biết hả? Không biết, anh đang... Anh ăn bưởi rất quen, anh chỉ biết bưởi thôi chứ anh chả biết về táo gì hết. Thứ gì đâu, có má, có số có má trong giang hồ hả? Là phụ nữ là chưa ra nhiều phọt, nhiều dáng, trong đó có dáng gì cũng không là... Nói chung là trái nào ăn cũng được hết á. Mỗi trái ngon kiểu bạn. À vậy hả, vậy trái nào ngon nhất? Trái bưởi. Vậy hả, trái bưởi hả? Quá sao em không thích ăn bưởi ta? Em thích ăn... Thôi, khỏi nói. Còn dưa hấu bây giờ nó chưa chết tốt nhiều quá, ăn hết ngon rồi. Bưởi được rồi thì phụ nữ là họ có chia ra có dáng phụ nữ là hình quả lê là cái các bạn biết quả lê quả lê nói chung ý em nói là khi ở trên to mà dưới ở trên nhỏ mà giống như hình tam giác á, phụ nữ kiểu phọc hình tam giác á đó. Là ngày xưa là Hương mặc quần là Hương rất là tự ti, có giờ từ ngày tập gym là Hương. Ủa, ngày xưa mặc quần tự ti vậy em có mặc gì không? Mặc váy. Váy à? Cho nên anh thấy hồi xưa là em mặc váy không à, mặc váy liền thân, váy chữ A không à. Bởi xấu như con gấu hả? À, rồi cái từ ngày tập gym thì nó cái đùi và cái mông nó săn lại, do vậy bây giờ là Hương mặc quần là Hương chọn quần sáng, màu sáng không mặc không? Chứ không còn chọn quần màu tối nữa. Thì là kinh nghiệm chọn quần đó đúng không? Bạn nào có chọn quần cho gấu thì bạn tham khảo tôi Hương nha. Bạn nào mà lỡ có gấu mà cái phần dưới hay là phần đùi gì nó to quá, bạn lợi Thu Hương. Thu Hương chỉ cho bạn đi mua váy chữ A. Thôi cần gì chỉ váy, dẫn qua đây Hương chỉ cách tập luôn, làm săn mông săn đùi. Nhiều người gặp Hương còn không nhận ra, quá là ngày xưa giò như giò heo giờ. Giờ giò hạt hả? À, chúng ta vậy là câu hỏi của bạn thì cũng đã khép lại chuyên mục hỏi đáp ngày hôm nay. Rồi xin cảm ơn các bạn theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục hỏi đáp số 125. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.